Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển để kiểm tra tiếng Việt 3 học kỳ 2 cánh diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 7. Phần 1 la mã, kiểm tra đọc 10 điểm. Một nhỏ đọc thành tiếng 3 điểm. Với phần một nhỏ đọc thành tiếng thì các em sẽ thực hiện hai yêu cầu như sau. Trước tiên, các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc Phép màu trên sa mạc trang 27 trong sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 cánh diều. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ thực hiện câu hỏi: nhờ đâu mà người Israel đã làm nên phép màu trên sa mạc? Với yêu cầu thứ nhất đọc thành tiếng bài đọc thì các em sẽ mở sách giáo khoa lớp 3 tập 2 cánh diều, bài đọc Phép màu trên sa mạc trang 27. Sau đó các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc. Khi đọc thì các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy, chú ý phát âm đúng và ngắt nghỉ đúng dấu câu các em nhé. Tiếp theo, dựa vào nội dung bài đọc thì các em sẽ thực hiện câu hỏi: nhớ đâu mà người Israel đã làm nên phép màu trên sa mạc? Với câu hỏi này thì dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ thấy rằng nhờ sự cần cù và chủ yếu bằng trí óc sáng tạo mà người Israel đã làm nên phép màu trên sa mạc. Đây là đáp án đúng cho câu hỏi của phần một nhỏ đọc thành tiếng. Các em sẽ ghi nhớ đáp án này giúp cô. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần hai nhỏ đọc hiểu 7 điểm. Với bài tập này thì các em sẽ đọc bài đọc Rừng xà nu. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Rừng xà nu. Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc, chúng nó bắn, đã thành lệ mỗi ngày 2 lần, buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và chở gà gáy. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn cây, không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long nanh nắng gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quện thành từng cục máu lớn. Trong rừng ít có cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có 4-5 cây con mọc lên, ngọn xanh dờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Cũng ít có loại cây ham ánh sáng mặt trời như thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng. Thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra, thơm mỡ màng. Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loáng, vết thương không lành được, cứ loét mãi ra. 5-10 hôm thì cây chết, nhưng cũng có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum suê như những con chim đã đủ lông mao. Lông vũ, đạn đại bác không giết nổi chúng. Những vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã. Cứ thế 2-3 năm nay, rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng. Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời. Bài đọc của tác giả Nguyễn Trung Thành. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Rừng xà nu. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới như sau. Câu 1. Ngọn đồi xà nu nằm ở đâu? 0,5 điểm. Đáp án A. Bên cạnh bờ đê. Đáp án B. Bên cạnh con suối. Đáp án C. Bên cạnh con nước lớn. Và đáp án D. Bên cạnh những cánh đồng. Với câu hỏi số 1 thì các em sẽ dựa vào câu văn trong đoạn văn thứ nhất của bài đọc. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn. Như vậy thì ở câu hỏi số 1, ngọn đồi xà nu nằm bên cạnh con nước lớn. Các em sẽ chọn đáp án C trong câu hỏi số 1. Câu 2. Chi tiết nào dưới đây miêu tả vết thương của cây xà nu? 0,5 điểm. Đáp án A. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã. Đáp án B.
Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quệt thành cục máu lớn. Đáp án C, ngọn xanh dờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Và đáp án D, không có cây nào không bị thương. Với câu hỏi số 2 thì ở trong bài đọc, chi tiết miêu tả vết thương của cây xà nu đó là ở đáp án B. Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen đặc, quệt thành từng cục máu lớn. Như vậy các em sẽ chọn đáp án B trong câu 2. Câu 3. Theo em, tác giả còn muốn nói điều gì thông qua hình ảnh rừng cây xà nu sinh sôi nảy nở? Một điểm. Đáp án A, sức sống mãnh liệt, khát vọng tự do và tinh thần bất khuất của dân tộc ta trong thời kỳ kháng chiến. Đáp án B, sức sống mãnh liệt của cây xà nu. Đáp án C, sự tàn bạo của quân xâm lược. Và đáp án D, tình cảm gắn kết chống quân thù của nhân dân trong thời kháng chiến. Với câu hỏi số 3, qua hình ảnh rừng cây xà nu sinh sôi nảy nở thì tác giả cũng muốn nói để ngầm nói về ý sức sống mãnh liệt, khát vọng tự do và tinh thần bất khuất của dân tộc ta trong thời kỳ kháng chiến, giống như những cây xà nu rất kiên cường trong bom lửa. Vậy thì các em sẽ chọn đáp án A trong câu hỏi số 3. Câu 4. Em hãy tìm và viết lại những cụm từ chỉ thời gian trong đoạn đầu bài đọc. Một điểm. Với câu hỏi số 4 thì các em sẽ dựa vào câu văn trong đoạn văn thứ nhất của bài đọc. Chúng nó bắn đã thành lệ mỗi ngày 2 lần, buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà gáy. Như vậy thì những cụm từ chỉ thời gian có ở trong đoạn đầu của bài đọc sẽ gồm có cụm từ đó là mỗi ngày, buổi sáng sớm, xế chiều, đứng bóng, sẩm tối, nửa đêm và trở gà gáy. Với những cụm từ chỉ thời gian này thì các em sẽ lưu ý cụm từ trở gà gáy có nghĩa là khoảng thời gian sáng sớm khi gà mới gáy sáng. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang câu 5. Cho những từ sau, em hãy điền vào chỗ trống sao cho thích hợp, 1,5 điểm. Các em quan sát các từ mạnh mẽ, thế giới, toàn cầu, hữu nghị, hợp tác, quan hệ và dân tộc. Ở phía bên dưới thì sẽ có một đoạn văn trong đó có các ô trống, còn thiếu các từ ngữ là những từ ngữ ở phía bên trên. Các em sẽ điền vào để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Vậy thì với bài tập này, các em sẽ điền như sau. Xu hướng liên kết và toàn diện. Với chỗ trống này các em sẽ điền từ hợp tác giữa các nước trên thế giới để cùng nhau giải quyết các vấn đề đang diễn ra Với ô trống thứ hai này các em sẽ điền từ mạnh mẽ xây dựng và củng cố tình Ô trống này các em sẽ điền từ hữu nghị với các trên thế giới. Ô trống tiếp theo thì các em sẽ điền từ dân tộc. Là mục tiêu của các nước hiện nay, Việt Nam luôn mong muốn mở rộng Ô trống tiếp theo các em sẽ điền từ quan hệ với nhiều nước trên Ô trống cuối cùng này các em sẽ điền từ thế giới. Sau khi điền xong thì chúng ta sẽ có đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Xu hướng liên kết và hợp tác toàn diện giữa các nước trên thế giới để cùng nhau giải quyết các vấn đề đang diễn ra mạnh mẽ. Xây dựng và củng cố tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới là mục tiêu của các nước hiện nay. Việt Nam luôn mong muốn mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới. Câu 6. Em hãy điền một từ ngữ chỉ đặc điểm phù hợp với mỗi sự vật có ở làng quê sau. Một điểm. Với câu hỏi số 6 này thì các em sẽ quan sát các sự vật có ở làng quê ở các bức tranh phía bên dưới. Sau đó thì các em sẽ điền một từ ngữ chỉ đặc điểm phù hợp với sự vật đó. Hình ảnh thứ nhất, các em thấy có một sự vật đó là một cánh đồng lúa có đặc điểm là màu vàng ươm khi bước vào mùa lúa chín. Vậy các em sẽ viết từ chỉ đặc điểm ở ô trống thứ nhất, đó là từ vàng ươm. Với hình ảnh thứ hai thì các em thấy có một con đường uốn cong, vòng vèo và rất ngoằn ngoèo. Vậy thì chúng ta sẽ có một từ chỉ đặc điểm, đó là từ ngoằn ngoèo.
Hình ảnh tiếp theo, các em thấy có một ngôi chùa rất cổ kính. Vậy thì các em sẽ ghi ở phía dưới từ chỉ đặc điểm, đó là cổ kính. Với hình ảnh cuối cùng, các em thấy có một cây cổ thụ đứng sừng sững. Vậy thì các em sẽ ghi từ chỉ đặc điểm ở hình ảnh cuối cùng, đó là từ sừng sững. Câu 7. Điền dấu 2 chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống cho thích hợp, 1,5 điểm. Với câu số 7, các em sẽ quan sát một đoạn văn, trong đó có các ô trống còn thiếu dấu câu. Các em sẽ điền vào để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Ô trống đầu tiên nằm sau cụm từ không sao đếm hết được các loài cá với đầy đủ màu sắc. Với ô trống này, các em sẽ điền dấu 2 chấm. Dấu 2 chấm ở đây sẽ được sử dụng với tác dụng đó là để báo hiệu bộ phận liệt kê. Sau đó thì tác giả sẽ liệt kê những loài cá đủ màu sắc, đó là cá kim bé nhỏ như que diêm màu tím, cá ót mặc áo vàng có sọc đen, cá khoai trong suốt như miếng nước đá, cá song lực lưỡng, da đen trũi, cá hồng đỏ như lửa. Ở những ô trống này thì các em sẽ sử dụng dấu phẩy. Dấu phẩy ở các ô trống này đang được sử dụng với tác dụng dùng để ngăn cách các từ cùng chỉ sự vật trong câu hoặc ngăn cách các từ cùng chỉ đặc điểm trong câu. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần 2 la mã kiểm tra viết 10 điểm. Phần 1 nhỏ chính tả nghe viết 4 điểm. Với bài tập này, các em sẽ nghe cô đọc nội dung của đoạn trích đánh dấu mạn thuyền. Sau đó các em sẽ viết đoạn trích xuống phía dưới phần ô trống trong vở bài tập. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung đoạn trích đánh dấu mạn thuyền. Xưa có người đi thuyền, chẳng may làm kiếm rơi xuống nước. Anh ta liền đánh dấu vào mạn thuyền chỗ kiếm rơi. Người trên thuyền thấy lạ bèn hỏi, bác làm gì lạ thế? Tôi đánh dấu chỗ kiếm rơi, khi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ đã đánh dấu mà mò, thế nào cũng tìm thấy kiếm. Bài đọc theo chuyện cười dân gian. Như vậy thì cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc đánh dấu mạn thuyền. Các em sẽ viết nội dung bài đọc xuống phía dưới phần ô trống trong vở bài tập. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật ngắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập phần 2 nhỏ, tập làm văn 6 điểm. Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường nơi em đang sống. Với bài tập này thì các em sẽ kể lại một việc mà các em đã từng được làm, từng được tham gia về một hoạt động bảo vệ môi trường ở nơi mà các em đang sinh sống. Ví dụ như các em đã từng tham gia trồng cây xanh hoặc là dọn dẹp vệ sinh ở khu phố. Cô sẽ có một đoạn văn mẫu để các em tham khảo như sau. Mới sáng sớm mà nhà nào nhà ấy đã ra trước cổng nhà mình để làm vệ sinh. Gia đình em được bác tổ trưởng phân công quét một đoạn đường. Mẹ phụ trách làm cỏ hai bên vệ đường. Em và anh trai cùng nhau quét dọn. Đường phố đã trở nên sạch sẽ. Bác tổ trưởng đi kiểm tra lại một lần. Bác dừng bước trước cửa nhà em và khen em chăm chỉ. Em rất vui vì đã góp phần làm sạch đường phố, bảo vệ môi trường khỏi sự ô nhiễm. Đây là một đoạn văn mẫu của cô nói về một việc làm của bạn nhỏ bảo vệ môi trường, đó là dọn dẹp khu phố ở gần nhà mình. Các em sẽ dựa vào phần đoạn văn mẫu này của cô để có thể thực hiện được bài tập số 2 và sau đó thì các em sẽ trình bày vào trong vở bài tập của mình. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật nắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 7. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn đề kiểm tra tiếng Việt 3 học kỳ 2 cánh diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.